Đây là em Tuấn sẽ bán combo nhé bác nhé. Bình thường các bác mua nó chỉ có cái loa này thôi, cái loa này thôi. Nhưng bên em đã đi CMC, CMC cái chân này là cái giá này là tự làm này, làm CMC. Bác nào lấy cả giá chân để như này cho đẹp thì báo em. Giá chân này và đây lại có cổng sạc, cái dây sạc dây nguồn của nó có công tắc riêng luôn, dây nguồn nữa. À, đi theo combo bác nào mua một chiếc cũng được, mà mua một đôi. Một đôi này thì bên em có thể ghép hai cái này vào với nhau được nhé. Hai cái này là ghép song song thành loa không dây nhưng mà chạy chạy song song với nhau thành một cặp luôn ạ. Đấy. À, một cặp loa thì nó rẻ, nhưng một cặp loa đầy đủ cả đế này, cả dây nguồn, cả CMC. Một đôi này bên em để cho bác 1,8 triệu một đôi. Một đôi này 1,8 triệu một đôi, chỉ sẵn nghe thôi. Em sẽ ghép hai con sẵn với nhau về là chỉ bắt Bluetooth điện thoại máy tính laptop vào là nghe. Đấy, dây nguồn cấp vào. Được chưa? Đấy, bắt đầu có nhu cầu liên hệ với em. Đấy là cả bộ nhé. Còn mua lẻ thì lại khác, nhưng mua lẻ nó không có đế này nó xấu lắm. Còn bác nào mà mua âm trần ấy, đặt trên âm trần ấy. Đây, âm trần có thể e kéo lên đặt trên âm trần thì báo em thì không lấy đế nữa. Thì giảm tiền đế đi. Mà chào bác. Tuấn có quay video laptop này này. Thì có một số bác hỏi là cái đôi loa em Tuấn đang nghe. Đây, chính cái đôi loa đấy là đôi loa Bluetooth JBL em Tuấn đang nghe, em Tuấn kết nối trực tiếp đây này. Tuấn âm thanh audio này, trực tiếp ở trên máy tính nhé. Trên máy tính Bluetooth bắt máy tính này này. Máy tính hoặc điện thoại hoặc laptop được tất. Đây máy tính của em kết nối Bluetooth không dây luôn để lên hai cái loa. Sau đây em Tuấn sẽ mở nhạc cho bác nhé. Mở nhạc xong em quay lại trước cho bác. Cái phòng của em làm kỹ thuật, anh em làm kỹ thuật nên là tóm lại là em sẽ mở nhạc nhé. Đấy, đấy, đây nha. Đấy. Ghép đôi hết đi. Không dây hết hai chiếc. Thank you.